Hi, và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo VN Media Team. Tiếp nối với lại series Kamen Rider Geek. Lần này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu một chiếc Buckle nâng cấp từ một trong những vật phẩm mạnh mẽ nhất của giải The Siren Ring. Một vật phẩm đã tạo nên những pha highlight hoành tá tràng của nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là DX. Ủa? À, DX Boot Mark 2. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu về món vật phẩm này nhé. Lộn rồi. Trước khi đến với sản phẩm chính, đầu tiên là về phần hộp. Như các bạn thấy đó, chúng mình không có hộp. Giờ thì để mình kể chuyện xương xương về chiếc Buckle này nhé. Boost Mark 2 là item được hình thành nhờ vào sự kết hợp của 5 chiếc Boost Ride Buckle. Trong đó, một chiếc là của S và 4 chiếc còn lại cũng là của S. Nhưng mà là ở các tiền kiếp của anh chàng Star of the Star of the Star này. Còn chiếc này thì là của mình. Còn nếu muốn biết chi tiết thì mời các bạn theo dõi phim nhé. Trước mặt chúng ta bây giờ là sản phẩm chính lần này. Boost Mark 2 có thiết kế cân đối hơn nhiều so với Boost. Màu chủ đạo là đen, với các chi tiết sơn đỏ ở phần tay cầm. Phần mặt Buckle không tạo hình vòng cung nữa, mà thay vào đó là một miếng nhựa clear với phần khuyết ở giữa. Dùng để làm gì thì mình sẽ nói ở phần tiếp theo nhé. Các bạn cũng thấy phần nhựa metallic tím tím này trông khá quen chứ. Cách chơi của Buckle này cũng không khác gì so với các Buckle còn lại. Chỉ cần gắn vào, nhạc chờ nổi lên, rồi vặn tay cầm là hoàn tất. Âm thanh mang tiếng động cơ motor nhưng nghe nhẹ và nhanh hơn nhiều so với Boost. Khi vặn tay cầm, bốn phần xung quanh sẽ bật ra tạo hình thành bốn ống xả, hoặc có thể xem như bốn chiếc đuôi cáo vậy. Các phần này đều được sơn metallic đỏ cực kỳ đẹp và bắt mắt. Trên đấy còn có các chi tiết tạo thành hình như các ngọn lửa đang rực cháy. Boost Mark 2 là một form cung cấp cho người sử dụng tốc độ di chuyển và khả năng ra đòn chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, cái giá phải trả đó là đốt cạn kiệt sức lực của người dùng sau mỗi lần sử dụng. Chi tiết này khá quen thuộc đối với những ai là fan của dòng phim Gundam nhỉ? Đúng rồi, mình đang nói về Trans Arm System của dòng Gundam Double O đấy. Cũng là một hệ thống cho phép người dùng đạt hiệu năng cực đại nhưng lại cạn kiệt sau mỗi lần sử dụng. Tất sát của Boost Mark 2 tương tự như Boost. Boost Mark 2 không thể kết hợp với các Ride Buckle khác do phần clear đã làm cấn lại, nên chỉ có thể chơi chung với các Buckle nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể trao ra những âm combo với các Ride Buckle với Boost Mark 2 bằng cách chơi chung các Weapon Buckle. Ví dụ ở đây, mình sẽ cho ra âm combo Beast Ed Buckle và Boost Mark 2. Còn bây giờ, mình sẽ nói đến cái phần nhựa ly cấn cấn của Buckle này dùng để làm gì nhé. Đó chính là để kết hợp chung với Laser Ride Racer để tạo nên Kamen Rider Geek Laser Boost Form. Để kết hợp, ta chỉ cần gắn Boost Mark 2 vào driver, rồi gắn phần Unite Rip của Laser vào sau đó, rồi bóp co là hoàn tất. Ta sẽ có âm biến hình là Dual On Hyperlink Laser Boost Ready Fight. Ở form này, Geek có thể sử dụng Boost Mark 2 một cách vô tư mà không lo bị kiệt sức nữa. Ngoài ra, còn có thể sử dụng khả năng sáng tạo của Laser Ride Racer mang lại để hình thành nên các đòn tấn công khó đoán mà đầy uy lực. Sự kết hợp này được tạo nên để có thể đánh bại Beroba khi ở dạng Kamen Rider Clear Chu. Nếu để ý kỹ, chúng ta có thể thấy khi hai Buckle kết hợp với nhau sẽ tạo nên chữ Force, nghĩa là con cáo, cũng là con vật đặc trưng của Geek. Tất sát ở dạng này ta có thêm là Laser Boost Victory, thực hiện bằng cách gạt phần đuôi súng để vào Finish Mode, rồi bóp cò, là hoàn tất.
Ngoài ra, ta vẫn có thể chơi tất sát dạng boost time. Boost Mark 2 là một món mà theo cá nhân mình thấy thì khá đáng để sưu tập đối với những ai là fan của series này, nhờ vào thiết kế đẹp leng keng, âm thanh cực bắt tai của sản phẩm. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, mặc dù có thiết kế đẹp mắt đó, nhưng lại là một bất hồ không hề có âm riêng như Fever Slot hay Command Twin. Đây là một điểm cần trừ, vì dù sao, mang tiếng là một form nâng cấp của nhân vật chính nhưng lại chả có âm riêng gì cả. Đồng thời, các bạn cũng nên cẩn thận và lưu ý khi chơi bất hồ này để tránh làm hư phần nhựa clear hay metallic nhé. Dù em nó đẹp nhưng cũng mong manh lắm. Và đó là tất cả những gì mà nhóm chúng mình muốn giới thiệu đến cho các bạn ở sản phẩm lần này. Đừng quên để lại một like cũng như subscribe để ủng hộ cho nhóm chúng mình nhé. Vào kỳ tới, nhóm chúng mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc Raver sở hữu các hiệu ứng ánh sáng làm nổ đom đóm mắt người chơi. Đó chính là Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.